nỗi khổ lớn nhất của đời người là gì? Con người sống ở trên đời, không ai thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Bất luận là giàu hay nghèo, sang hay hèn, thì đứng trước luân hồi cuộc đời đều ngang bằng như nhau. Đứng trước tuổi già thì trí nhớ suy yếu, hành động chậm chạp, cô đơn tĩnh mịch. Trước bệnh tật thì gầy yếu vô lực, khuôn mặt tiểu tụy. Trước thời khắc chia ly đều là lưu luyến tiếc thương. Bởi thế nỗi khổ của tất cả mọi người trên đời đều giống như nhau. Vốn lẽ nỗi khổ như nhau, niềm vui như nhau, nhưng vì tâm khác nhau mà thành ra khác nhau. Người tâm an thì thân lạc, người tâm tham thì thân khổ. Ở trên đời, vui buồn đều là mây trôi, đến từ cát bụi, trở về với cát bụi. Vậy hà cớ chi mà phải tạo thêm khổ đau, từ chối niềm vui của chính mình? Nỗi khổ lớn nhất của đời người là gì? 1. Sinh. Nhà Phật cho rằng thế giới thực tại là khổ. Chúng ta sinh sống trên thế gian, bản thân là khổ. Sống chết, không biết lúc nào kết thúc. Thống khổ nguyên ở bản thân chúng ta. Cho nên con người khi hạ sinh, lần đầu tiên cất tiếng chính là tiếng khóc. 2. Lão. Tuổi thanh xuân của mỗi người đều nhanh chóng trôi qua và biến mất, ẩn sâu vào những vết nhăn hằn trên cơ thể. Đồng thời tồn tại với sự sống là cái chết. Bản thể của mỗi người cũng đều trải qua quá trình sinh ra và chết đi. So với ngày hôm qua, ngày hôm sau ai cũng đều phải già đi. Cho dù chúng ta không nhìn rõ được sự lão hóa này bằng con mắt thường, người bình thường không cách nào có thể khống chế và làm thay đổi được quá trình này. Cho nên, mỗi khi nhìn lại, phát hiện ra mình đã già đi thì trong tâm sẽ phảng phất nỗi buồn. 3. Bệnh. Bên nhà Phật có câu rằng: trời không đo được gió và mây, người sớm tối có họa phúc, không thể dự liệu. Bệnh tật là nỗi khổ của đời người, ai ai cũng sẽ phải trải qua. Cho dù là ngày hôm nay khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nhưng ngày mai cũng khó có thể biết trước được. 4. Tử. Phật gia cho rằng chết là không đáng sợ như con người vẫn tưởng tượng, bởi vì họ cho rằng cái chết là khởi đầu của một sinh mạng mới, luân hồi là để một mệnh sinh mới được ra đời. Nhưng sự lưu luyến, không muốn rời xa lúc con người chết đi, chính là nỗi khổ. 5. Yêu thương phải chia lìa. Con người yêu thương nhau là truy cầu sự dung hợp. Yêu Thượng Đế là theo đuổi sự thống nhất hòa hợp về tinh thần. Nhưng tình yêu thương vốn cũng bao hàm sự thống khổ. Chính là bởi vì con người, một khi đã yêu thương thì sẽ khó chấp nhận sự chia cách, chia ly. Cho nên từ xa xưa người ta đã phải thốt lên rằng: hỏi thế gian tình là chi mà khiến con người ta phải thề nguyền sống chết. 6. Oán hận lâu dài. Con người ai cũng sống trong yêu thương oán hận, nhưng lại không mấy ai hiểu được rằng oán hận người bao nhiêu thì bản thân sẽ tổn thương bấy nhiêu. Càng yêu thương thì ta càng oán hận. Cho nên chính ham mê và tư dục là nguyên nhân của oán hận. 7. Cầu mà không được. Bên Phật gia cho rằng dục vọng của con người giống như một sợi dây cao su kéo căng. Một khi tìm không được điều mình đang truy cầu thì sẽ bật ngược trở lại, bắn vào làm tổn thương mình, từ đó mà thống khổ. Càng truy cầu nhiều thì người ta càng thấy thống khổ, bởi vì những thứ con người truy cầu là vô cùng nhiều. Nhưng những thứ mà con người đạt được là phải dựa vào phúc báo của bản thân mới có được. Một khi truy cầu không được, người ta dám làm nhiều việc xấu để đạt được, và họ càng bị tổn thương, họ càng rơi vào thống khổ. 8. Bị mê lạc bởi những điều thấy được. Con người một khi nghe thấy, nhìn thấy, gặp phải, cảm nhận được đủ loại hình tượng, sự vật, con người trong cuộc sống liền khiến bản thân bị mê lạc mà lâm vào thống khổ. Người bình thường chúng ta thông thường dễ bị những biểu hiện bề ngoài mê hoặc, cho nên bị hãm sâu vào trong đó mà không thoát ra được. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên. Mỗi người chúng ta đều phải trải qua, cho nên chỉ có thể dùng tâm thái thản nhiên mà tiếp nhận. Lạc quan, không sợ sệt,
sẽ khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Yêu thương ly biệt cũng là một sự việc xảy ra trong cuộc đời. Thân nhân chia lìa, bạn bè ly biệt đều là những chuyện khiến cho con người thấy thống khổ, nhưng là điều hiển nhiên trong cuộc sống này. Chi bằng, hãy biến khoảng thời gian ở bên nhau trở nên xinh đẹp để sau này không phải tiếc nuối. Cuộc sống của mỗi người đều khó có thể hoàn mỹ, nhưng cũng không phải hoàn toàn là bi thảm. Có thể điều chỉnh mà tâm thái của mình vui vẻ để sống, biết rõ điều gì nên tiếp nhận, điều gì nên buông. Mục đích cuộc đời mình theo đuổi, cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. 9. Không nhìn thấu chính mình. Không nhìn thấu được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh để phía sau sự sầm uất vô vị, chính là một nỗi khổ lớn của đời người. Người ta cứ tưởng bản thân mình hiểu mình rõ nhất, thực ra là hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của sinh mệnh cá nhân vốn là điều khó khăn nhất. Trong những bão giông cuộc đời, có nhiều điều khiến bạn không thể nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình. Bạn không nhìn thấy được bản thân đang lạc vào một vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương sau mỗi lần tranh đấu, không thấy nơi yên bình phía sau sự phồn hoa tấp nập. Bạn cũng không thể nhìn thấy đường về sau cả một kiếp nhân sinh mỏi mòn, mệt mỏi, không thấy được niềm vui đằng sau những nỗi buồn, không thấy được tấm chân tình giữa biển người xa bao la. 10. Tiếc nuối quá khứ. Con người nếu cứ mải miết sống trong những tiếc nuối, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc trong những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hy vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng, thì cả đời sẽ dằn vặt không yên. Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có, ta luyến tiếc kỷ niệm, dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói, luyến tiếc những điều chưa thể làm, dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, dù nó chỉ là thứ hư vinh. Sống trong luyến tiếc, cả đời sẽ không yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu nghĩa là còn một ngày day dứt. Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vân hồi, có những chuyện mãi không thể thay đổi, có những lời nói xa rồi không thể thu lại. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù u ám lên chính hiện tại và tương lai của bạn. 11. Không vượt qua thất bại. Cuộc sống ai mà chưa từng thất bại, nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được, thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than thân trách phận mà thôi. Thất bại là chuyện bình thường trong cuộc đời mỗi người. Ai dám nói mình chưa từng gục ngã? Những người thành đạt nhất, trái lại chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Quan trọng là bạn biết cách đứng dậy sau những lần vấp ngã ra sao. Đừng cứ nằm mãi ở nơi đó than thân trách phận. Bạn đang đợi ai đứng, giang tay cứu giúp đây? Cuộc đời là do chính bạn quyết định, con đường là do chính bạn đi. Nếu không biết đứng dậy, thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đường phía trước, vốn đầy hứa hẹn. 12. Không biết buông bỏ. Không buông bỏ được người và sự việc đã đi xa, không vứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ, sẽ giống như mang theo tảng đá khi đi đường dài vậy. Thật khổ, thật mệt. Buông bỏ ở đây không phải là vật chất, tiền bạc, mà là cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng một ngày nào yên. Buông bỏ cũng là cách mà Phật gia giảng để con người có thể rũ sạch trần ai, trở về với bản tính thuần hậu, lương thiện nhất của mình. Không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi đường vạn dặm mà trên lưng vẫn cõng theo cả một tảng đá nặng. Làm sao bạn có thể đi đến đích cuộc đời nếu cứ chấp nhận, cứ đem những ràng buộc trói buộc bản thân? 13. Một đời người không phải tốt đẹp như trong mơ, cũng không xấu như trong tưởng tượng. Phía sau những người đều có nỗi đau ẩn chứa,
đều có nỗi khổ không thể nói ra bằng lời. Mỗi người đều bước đi trên con đường của mình. Chỉ cần nhớ, khi lạnh hãy mặc thêm áo khoác cho mình, khi đói mua cho mình một cái bánh, khi đau hãy tự cho mình một chút kiên cường, khi thất bại thì tự đặt cho mình một mục tiêu. Hãy chịu đau, đứng dậy sau khi bị té ngã. Hãy đích thực là chính mình. 14. Không nên lấy tiêu chuẩn của mình để đặt yêu cầu cho người khác. Cũng không nên đeo kính màu để nhìn người khác. Bởi vì mỗi người đều có sở thích, cá tính, giá trị cũng như số mệnh của riêng họ. Những điều bạn thấy không thuận mắt cũng không nhất định là điều không tốt. Lý giải về hạnh phúc có hàng ngàn hàng vạn loại. Quan niệm về hạnh phúc của mỗi con người cũng không giống nhau. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chính là có thể được là chính mình. Tin tưởng chính mình, đi theo tiếng gọi của tâm hồn mình. Không viễn tưởng đặt ra mục tiêu vượt xa bản năng người khác. Không mù quáng ganh đua. Bạn chính là người hạnh phúc nhất. 15. Hạnh phúc là sự gom góp từng chút, từng chút, là được thực hiện từng ngày, từng ngày. Đừng làm tổn thương người yêu mến bạn, cũng đừng làm người bạn yêu mến bị tổn thương. Một người dẫu có tốt đến mấy, nhưng nếu họ không nguyện ý cùng bạn đồng hành cho đến hết cuộc đời, thì họ chính là người khách ghé thăm bạn mà thôi. Một người dẫu có nhiều nhược điểm, nhưng lại có thể luôn nhường nhịn bạn, chăm sóc bạn, nguyện ý suốt đời ở bên bạn, đó chính là hạnh phúc của bạn. Ai cũng muốn tìm một người thật toàn mỹ, nhưng con người ai cũng có khuyết điểm. Yêu chính là nhường nhịn, thành thật với nhau, chọn đời bên nhau. 16. Khi những thứ mà ta sở hữu và những chấp nhận của chúng ta trở thành một loại vũ khí gây tổn thương, thì buông bỏ chính là giải pháp tốt nhất cho cuộc đời. Mấy ai có thể biết được mình có bao nhiêu đau khổ? Ai biết được mình bị bao nhiêu tổn thương? Nếu nước mắt không đọng lại ở trên mặt, thì không ai biết được nó lạnh giá đến chừng nào. Cái đau không nằm trên thân thể, thì không thể biết nó đau đớn nhường nào. Bạn có thể nhìn thấy giọt lệ đọng nơi khóe mắt, vết sẹo ở trên thân, nhưng không nhất định hiểu được nỗi đau buồn và bi thương ở trong tâm hồn. 17. Khi còn trẻ không hiểu biết, trung niên sẽ luyến tiếc. Có một số thứ, khi bạn hoàn toàn sở hữu được, lại cảm thấy buồn tẻ vô vị. Có một số thứ khi vĩnh viễn mất đi, mới phát hiện ra nó chân quý vô cùng. Khi lâm vào giai đoạn khốn khổ của cuộc đời, cái gì tới thì muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Cái gì đi thì muốn giữ cũng không được. 18. Cánh cửa cuộc đời. Đời người ta tựa như cánh cửa, có người cảm thấy bi quan khi ở trong cánh cửa tối om. Có người lạc quan khi được ở trong cánh cửa tĩnh mịch. Có người ưu sầu vì mưa gió khi đứng bên ngoài cánh cửa. Có người thấy vui vẻ bởi vì được tự do khi đứng ngoài cánh cửa và được trải nghiệm cảm giác mạnh của gió tuyết mưa rơi. Kỳ thực trong đời người có rất nhiều thứ không biết như thế nào mới là tốt nhất. Chỉ cần bạn cho là đáng giá thì nó là tốt nhất. 19. Thấu hiểu là thuật ngữ thâm tình nhất, khắc sâu nhất trong thế giới này. Thấu hiểu chính là dùng ánh mắt của ta để an ủi nỗi ưu thương của người khác. Thấu hiểu chính là để nhịp tim đập theo nhịp tim của người khác. Thấu hiểu chính là im lặng lắng nghe âm thanh của tâm hồn người khác. Một cảm giác không ích kỷ mà cao thượng. Một cảm giác vì người khác chứ không chỉ ích kỷ vì mình. Thấu hiểu chính là trong mắt của tôi luôn có hình bóng của bạn. 20. Cánh cung của cuộc đời. Người kéo quá cỡ sẽ mệt mỏi, kéo cung không đủ sẽ tụt lại phía sau. Người coi cuộc đời như một hành trình thì sẽ luôn nhìn thấy phong cảnh. Người coi cuộc đời như một chiến trường thì sẽ gặp phải luôn là những tranh đấu. Cuộc đời chính là như vậy, lựa chọn cái gì thì sẽ gặp cái đấy. Không có đúng hay sai, chỉ có chấp nhận hay không. Học cách quên đi những chuyện làm mình không vui. Học cách rời xa những người làm cho mình trở nên hèn mọn. Chỉ cần vẫn có ngày mai, thì ngày hôm nay mãi mãi vẫn là khởi điểm. Kiếp người rất ngắn, hãy cảm ơn vì mình đang được sống.
bạn mới có thể cảm nhận được những điều mỹ hảo của cuộc đời này.